hiệu quả của buổi live stream hôm nay chắc là được rồi nhỉ? Đâu chỉ là được mà là quá được luôn ấy chứ. Bên bộ phận kinh doanh mới vừa thông báo có 15 đơn đặt hàng trong ngày hôm nay đấy. Các người thật là, thật là lợi hại. Ha <laughs> ha, quá khen rồi, vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Lẽ nào muốn đạt được mức độ phổ biến trong live stream khó đến như vậy sao? Anh Khẩu Trang, bên phía màn hình của em nói là vì để đánh giá streamer phải cho bọn họ thấy một thứ chưa từng thấy qua. Vậy à? Vậy thì hỏi họ xem muốn nhìn thấy thứ gì. Buổi livestream lần sau sẽ dẫn họ đi xem. Mọi người đều nói là muốn đi xem siêu xe, siêu xe. Siêu xe đơn giản thôi, chỉ cần nó được sản xuất và bán ra ngoài đều có thể thỏa mãn họ. Không phải chỉ là Bugatti La Voiture no thôi. Tôi dẫn mọi người đi xem là được chứ gì? Anh khẩu trang, anh nói gì? Anh dẫn họ đi xem Bugatti. Anh biết người sở hữu chiếc xe này à? có cần liên lạc trước với người ta không? Khẩn trương như thế để làm gì? Chủ chiếc xe này chẳng lẽ không thể là tôi sao? anh anh khẩu trang đừng làm rộn nữa mà. Đây chính là phiên bản xe giới hạn trên thế giới đấy. Đoán là đã được thủ hào mua rồi. Như vậy đi, các vị khán giả thân mến, phiền mọi người hãy xe buổi livestream này thật nhiều vào. Chỉ cần lượt views buổi livestream này trên 600 000 chúng ta sẽ đi xem Bugatti Le Voiture Noi liền. Anh khẩu trang, đây chẳng phải là cửu châu các, khu biệt thự số 1 ở Trung Hải ư? Đúng vậy, Bugatti Le Noire ở trong đó. Anh khẩu trang, anh định làm gì? Không đợi người ta ra đó nữa. Với đẳng cấp của khu biệt thự này, nếu không được phép chủ nơi này, thì căn bản là không vào được đâu. Đây là nhà của tôi. Lượt phim live stream hiện giờ đã hơn 750.000 rồi, mọi người cố lên nào! Khi nào đủ 1 triệu lượt view, chúng ta sẽ ngắm cận cảnh sức hút của chiếc siêu xe này nha. Giá tiền và quy trình công nghệ không có vấn đề gì chứ? Họ đã xem hợp đồng rồi. Nó là không có vấn đề, có thể ký hợp đồng nhưng đột nhiên lại nói không muốn hợp tác nữa. Hình như có gì đó không đúng lắm. Ý của anh là có người nào đó đang gây trở ngại sao? Gần đây, việc kinh doanh đầu tư bên phía Tiền Tổng cũng gặp không ít trở ngại. Em đang nghi ngờ, đây là cùng một nhóm người sao? có khả năng này lắm, vẫn chưa thể chắc chắn được, cũng có thể là triệu mặc trả thu Em thử liên hệ với mấy nhà máy gia công khác xem tình hình thế nào. Nếu có vấn đề gì thì báo cáo ngay lập tức. Biết rồi, Lâm Tổng. Công nghệ chip đã tác động rất lớn đến Intel, còn có Tessa Instruments, công ty gia công chất bán dẫn lớn nhất thế giới. Những người này thật là quỷ quyệt. Xem ra, con đường phía trước không hề bằng phẳng. Kỳ hiển chiêu, chỗ này của cậu có quang cảnh không tệ, tôi sẽ live stream hai người ra ngoài trước đi. Ông chủ, gần đây còn live stream ư? Chơi cho vui thôi, dù sao cũng không có việc gì làm. Sư tân tinh streamer là gì? Mình phải xem một chút. Xem ra cũng không khó lắm, mọi người hãy bình luận bỏ phiếu, muốn xem cái gì tôi sẽ sắp xếp. Cảm ơn đã tặng hỏa tiễn, cảm ơn đã tặng bông hoa nhỏ. là phú bà giàu có nào đây? Tôi che mặt rồi mà vẫn có thể cảm nhận được mị lực của tôi, lại một phát tặng 10 cái siêu cấp hỏa tiễn. Lại thêm 9 cái siêu cấp hỏa tiễn. Mọi người cố lên, độ phổ biến của tôi đã là top 1 trong danh sách người mới rồi. Mọi người cố giữ vững nha. Anh Mạnh, xảy ra chuyện rồi, có người để anh văng ra khỏi vị trí thứ nhất rồi. ID tên là Anh Khẩu Trang tìm được hai phú bà, tổng cộng tặng cho anh ta 24 cái siêu cấp hỏa tiễn cộng thêm những người khác tặng quà đã trên 50.000 rồi. Thằng nhóc đó rất tham vọng. Mẹ Kim Dương, ai đi trò chơi, hoang dạ khách. Nhìn điệu bộ này hình như là muốn tranh giành ngôi vị Tân Vương. Không sao, tôi bây giờ đi phát tim một chút, lấy lại vị trí của anh ta, thứ hạng dĩ nhiên sẽ tăng lên lại thôi. Thổ hào này là ai? Ai đi khuynh nhan khuynh thành? Đây là khuynh nhan. Là kỷ khuynh nhan. Có một phú bảng ngốc nghếch đẩy anh ta lên danh sách cũng đã tặng 40 cái siêu cấp hỏa tiễn rồi. Các anh em, mau tới giúp tôi. Thành hay bại đều ở trong lần này. Hôm nay tôi phải lấy được top 1 toàn server. Làm gì vậy? Làm tôi hết cả hồn. Có một người phụ nữ ở danh sách đối diện đã tặng cho anh khẩu trang 500 cái siêu cấp hỏa tiễn. 500 cái ư? 2 triệu? Hiện giờ, toàn bộ người xem đều vào kênh livestream của anh ta để xem hai phú bản liên tục tặng quà cho anh ta là ai. Trước mắt, tôi sẽ liên lạc với anh ta để tìm hiểu bên phía anh ta như thế nào. Cũng đem tình hình bên phía chúng ta vừa vặn tiết lộ một chút, cho anh ta một chút áp lực, để anh ta biết khó mà lui. Người anh em, nhìn được bộ của anh là muốn tranh giành Tân Vương với tôi sao? Bản thân tôi không muốn, nhưng các fan hâm mộ của tôi thì lại rất nhiệt tình, tôi cũng hết cách rồi. Nếu như anh có thể chơi PK trong game mà thắng được tôi, thì tôi sẽ không cạnh tranh ngôi vị tân vương với anh nữa. Nhưng nếu như anh thua thì ngoan ngoãn rút lui. Thế nào, có dám chơi không? Người này có còn mặt mũi không chứ? Một streamer chuyên về game lại đi gạ PK với một streamer bình thường không chuyên về game sao? Không cảm thấy xấu hổ hay sao vậy? Ok con dê! Vậy thì chúng ta lập tức PK, người thua rút lui. Hẹn 8 giờ tối ngày mai, không gặp không về. Buổi livestream ngày hôm nay dừng ở đây. Em ở đây chỉ là để xem anh livestream thôi sao? Nói đi, tìm anh có việc gì? Lúc trước thời điểm anh với triệu mặc đối đầu, có người âm thầm phá rối, chúng em điều tra ra là Tessa Improvement làm. Người tên là Trương Trọng Miêu, quả thật rất lợi hại, còn lợi hại hơn so với triệu mặc. Anh biết rồi, anh đã có phương án với những người dở trò quỷ sau lưng rồi. Trung tâm nghiên cứu đã đi vào hoạt động, các nhà nghiên cứu khoa học có liên quan cũng bắt đầu làm việc rồi. Anh có muốn đến xem không? Được tôi qua đó xem một chút. Cô xuống đón tôi làm gì? Cũng nể mà tôi quá ha. Tốt hơn, chúng ta nhanh lên trên đó đi. Bọn họ đã cãi nhau không can ra được rồi. Mong là anh có thể xử lý được vấn đề nghiên cứu phát minh này. Chuyện đó đơn giản thôi. Cho tôi 5 phút, tôi sẽ để họ phải cúi đầu thôi. Anh đừng manh động, đừng đối phó với bọn họ giống như cách anh đối phó với tôi. Những người đó đều đã lớn tuổi rồi, họ không thể nào chịu đựng được cách của anh đâu. Ai bảo chứ? Lẽ nào điều đó sẽ tạo ra nội ám ảnh trong lòng cô rồi? Lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng ha. Tôi vẫn cho là dùng cách cũ, dùng phương pháp chiết xuất dung môi có thể lấy ra được tinh chất ở bên trong loại thực vật này. Mưu lơ tiên sinh, dùng phương pháp đó để tinh chế thì độ tinh khiết sẽ không cao lắm. Tôi vẫn cho rằng nên dùng phương pháp thăng hoa sẽ tốt hơn. Ít nhất nó có thể cải thiện được độ tinh khiết lên tới 8%, tốt hơn nhiều so với biện pháp của ông đấy. Được rồi, được rồi, hai người không cần phải tranh cãi làm gì. Triệu tổng đã đi tìm Lâm tiên sinh rồi. Ở phương diện này, ngài ấy là người trong nghề, đợi ngài ấy đến nói không chừng sẽ đưa ra ý kiến đấy. Tôi đã xem qua thông tin hồ sơ của cậu ta rồi, cậu ta chưa từng tiếp xúc với nền y học hiện đại một cách chính quy gì cả. Chỉ là đọc một vài quyển sách trung y rồi tình cờ nghiên cứu điều chế ra được một số loại thuốc thay thế thôi sao? Cho nên tôi cảm thấy cậu ta sẽ không có ý kiến gì cho vấn đề này đâu. Mạnh tiên sinh, khoa học là một vấn đề nghiêm túc, cũng không phải chỉ là dựa vào việc đọc vài quyển sách là có thể tham gia vào lĩnh vực này đâu. Ở bên ngoài đã nghe thấy tiếng hai người cãi nhau rồi, hai người tới đây để làm gì? Tôi giới thiệu với hai người một chút, người đứng bên cạnh tôi đây chính là Lâm Tiên Sinh, một chuyên gia dược có tiếng ở Hoa Hạ, cũng là một thành viên quan trọng trong trung tâm nghiên cứu của chúng ta. Tôi không cần biết cậu ta là chuyên gia gì, nếu đã đến phòng thí nghiệm rồi, phải làm việc theo quy định. Cậu có thể bắt đầu làm việc từ vị trí trợ thủ. Đừng có cảm thấy bản thân mình đã giỏi vì có những lý do đặc biệt của riêng mình. Vậy tôi có thể đi được rồi đúng không? Lâm tiên sinh, anh đừng vội đi như thế. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, Lâm tiên sinh chính là thành viên nghiên cứu phát minh ở nơi này. Từ lúc thành lập cho đến giờ, địa vị của Lâm tiên sinh đã được định sẵn rồi. Nếu như không có Lâm Tiên Sinh thì trung tâm nghiên cứu này cũng không được thành lập đâu. Trợ tiểu thư, cô phải biết rằng tôi và Ngoã Hôn đều là giáo sư lâu năm ở trường đại học lớn. Còn cậu ta chẳng lấy cái quần què gì cả. Lẽ nào chỉ dựa vào việc đọc một vài quyển sách trung y là có thể được hưởng chức danh giống như chúng tôi sao? Tôi biết danh tiếng của hai người trong giới y học, nhưng mà hơn nửa năm nay, hai người vẫn luôn thảo luận chết xuất như thế nào. Đến tận bây giờ thì sao? không phải là cũng không có kết quả đấy thôi. Tôi, chúng tôi chỉ là đang gặp phải nút thắt về mặt khoa học. Theo thời gian, trình độ khoa học và công nghệ đã được cải thiện, thì hàm lượng và độ tinh khiết sẽ tự nhiên đi lên thôi. Theo như những gì ông nói, nếu tôi có thể giải quyết được vấn đề này, thì ở trung tâm nghiên cứu này, lời tôi nói ra đều có trọng lượng, đúng không? Nguy rồi, bị gai hàng rồi. Nếu như trung tâm nghiên cứu này rơi vào trong tay lâm giật, khi đó quyền kiểm soát và tiếng nói của 6 công ty dược phẩm lớn sẽ bị giảm đi đáng kể. Miu Tiên Sinh, ông không có tư cách gì để mà đánh cược với Lâm Tiên Sinh. Cô chỉ là người phụ trách khu vực này mà thôi, không có tư cách quản chuyện này, mong là cô không nhúng tay vào chuyện này. Thứ ông cầm cầm trên tay, chắc là tuyết linh thảo nhỉ, đi chuẩn bị cho tôi 500 gram, tôi sẽ thực hiện ngay tại nơi này, sẽ có kết quả sớm thôi. Anh nói gì? Anh muốn thực hiện ngay bây giờ? tiên sinh, anh có thể sử dụng thiết bị thí nghiệm tùy thích, nếu như cần giúp đỡ thì cứ việc nói ra. Bởi vì tôi không hy vọng anh sẽ việc cớ này cho việc thí nghiệm bị thất bại. Không cần, chỉ cần cho tôi một ống nghiệm với một căn phòng riêng là được rồi. Người này bị điên rồi sao? Mọi người cứ ở đây đợi đi, một lát là xong thôi. Phần thưởng cuối cùng của nghề nghiệp trước đó chính là chết xuất tính chất. Mình sẽ chết xuất enzyme của tuyết liên thảo này. vẫn là hệ thống bá đạo nhất. Quá trình chiết xuất đã xong. Đây là thứ mà các người cần đem đi kiểm tra độ tinh thiết với hàm lượng trong này đi. Cái... cái này không thể nào. Cậu ta chắc là đang giả bộ thôi. Enzyme nhiều như thế kia ít nhất cũng phải là 4 gam. Đúng là khó mà đề phòng cho được. Không tin à? Vậy các người cầm nó đem đi hóa nghiệm một chút là biết thôi. 100% Cậu nói gì? 100 chứa trong ống nghiệm chính là enzyme tinh khiết, hơn nữa hàm lượng cao tới 4,98 gram. Không thể nào, cậu ta không sử dụng bất kỳ thiết bị nào làm sao có thể chiết xuất được 100% enzyme nguyên chất được. Nhưng kết quả là thật, thiết bị không thể nào nói dối. Dĩ nhiên là thật. Kết quả đã có, vậy trong trung tâm nghiên cứu này có phải là sẽ do tôi toàn quyền quyết định không? Lâm tiên sinh, Tôi xin lỗi về những hành động vừa rồi của tôi đã mạo phạm đến ngài. Hy vọng ngài có thể bỏ qua những lỗi của tôi. Ngài có thể nào nói cho chúng tôi biết làm sao để chết xuất ra được không? Cũng tốt cho việc chúng tôi tiến vào giai đoạn nghiên cứu tiếp theo. Tuyết linh thảo này cũng không phải là loại thực vật tốt nhất để chết xuất enzyme. Đợi tôi về nghiên cứu lại một chút, tranh thủ tìm được thứ khác để thay thế. Thật là lợi hại, hòa hạ đúng là một đất nước thần kỳ. Người đàn ông này suốt cuộc là có địa vị gì? Tôi thực sự rất hối hận khi dẫn anh tới nơi này. Năng lực của cô cũng không tệ, có muốn đổi sang nơi khác không? Nếu như muốn thay đổi công việc khác, cứ gọi điện cho tôi. Được. Anh về sớm như vậy là tối nay đi đánh PK với người khác nhỉ? Chuẩn bị thế nào rồi? Chuẩn bị gì đâu, chuyện nhỏ như con thỏ ăn cỏ ấy mà. Vậy thì được, chúng ta nhất định phải thắng, không thể cho người khác cơ hội. Bắt đầu đi, chúc anh gặp nhiều may mắn, ha ha. Thẻ may mắn sử dụng. Thẻ may mắn có hiệu lực, thời gian còn lại. Tại sao lại như vậy chứ? Mình vậy mà lại thua, Có chuyện gì thế? Chỉ là một người mới live stream PK với nhau thôi mà. Xem đẹp tới cho tôi xem làm gì. Trần Kiêu Dương, phó tổng nền tảng live stream đấu hà. Lão đại, streamer này mới bắt đầu live stream trong tuần này thôi, nhưng lại có hơn 100.000 lượt yêu thích, còn nhận được phần thưởng hơn 2 triệu NDT đấy. Quách Thế Bác, giám đốc điều hành đấu hà. Lý Lâm, giám đốc thị trường đấu hà. Live stream của một người mới lại có hơn 100.000 lượt yêu thích ư? Hôm nay, anh ta có hệ pk với streamer hàng đầu của chúng ta là hoàng dạ khách người thua lập tức rút lui dữ liệu của người này quá kỳ lạ mở livestream lên cho tôi xem một chút lý lâm cô tranh thủ liên hệ với streamer tên là anh khẩu trang này đừng để cho người ở bên nền tảng khác cướp đi đấy biết rồi tôi sẽ liên lạc với anh ta ngay lập tức quá gớm xem ra hoàng dạ khách đã thua toàn tập rồi nhanh chóng liên hệ với anh khẩu trang đi à phải rồi có chuyện suýt nước quên nói với hai người khoa học công nghệ long tâm hai người có biết không họ đang phát triển một hệ thống điện thoại di động mới chúng ta cần phải làm ra một app phù hợp với hệ thống đó hai người sau khi ký hợp đồng với anh khẩu trang thì tranh thủ ghé qua chào hỏi tổng tài của họ xem thử có thể lấy được một khoản đầu tư nào về hay không vâng anh khẩu trang khi nào thì anh live tiếp tôi nhất định sẽ tặng quà cho anh Nghe nói tuần sau sẽ tổ chức tiệc trên một chiếc du thuyền tư nhân. Anh có thể nào dẫn chúng tôi đi xem một chút được không? Được, bước tiệc trên du thuyền đó tôi có thể dẫn mọi người đi xem một chút. Buổi live stream của ngày hôm nay kết thúc tại đây. Chúc mừng túc chủ live stream đạt được 10.000 fan hâm mộ, độ thông thạo nghề nghiệp 50%. Thưởng thuốc tăng cường cơ bắp. Lại là thuốc tăng cường cơ bắp nữ. Hệ thống ơi là hệ thống, có phải cô muốn trang bị cho tôi tận răng phải không? Tôi sợ là bây giờ mình đã trở nên bất khả chiến bại rồi. Tức chủ, hệ thống có nhiệm vụ mới nha. Livestream đạt được hơn 10 triệu lượt theo dõi, phần thưởng là 200 ngàn điểm thông thạo. Uhm, nhiệm vụ này hơi khó rồi đây. Streamer có lượt theo dõi cao nhất trên nền tảng này cũng chỉ có hơn 8 triệu mà thôi. Alo, chào anh Khẩu Trang, tôi là Lý Lâm, giám đốc thị trường của Đấu Hà. Bây giờ nền tảng quyết định ký hợp đồng với anh. Khi nào thì anh có thời gian, Tôi muốn gặp anh để bàn về chuyện hợp đồng À vậy thì khỏi đi Phiền phức lắm Tôi chỉ vào để chơi một xíu thôi Nếu anh đồng ý hợp đồng làm streamer cho chúng tôi Thì anh sẽ có được nguồn lực Và sự thăng tiến đấy Anh yên tâm chúng tôi là nền tảng lớn Không làm mấy trò vớ va vớ vẩn kia đâu Có thể cho chúng tôi thời gian gặp mặt Để nói chuyện được không Nếu mà có được sự hỗ trợ từ nguồn lực này Vậy lượt theo dõi kênh của mình sẽ tăng lên nhiều lắm đấy Được rồi Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cô ngày hôm sau. Anh nhất định phải chú ý đến giọng nói của mình khi live stream đấy. Những người chúng ta phỏng vấn đều là những nhân vật quan trọng. Tôi phải nhiều mối quan hệ mấy tháng qua mới có được cơ hội này đấy. Biết rồi. Dương Lão Tiên Sinh, Tiểu Giật. Họ nói là có phóng viên tới phỏng vấn, không ngờ lại là cậu đấy. Vui lòng nhường đường một chút. Dương Lão Tiên Sinh, Tôi là Nhan Tử, là người dẫn chương trình khám phá đến từ kênh khoa học và giáo dục của Đài truyền hình Trung Hải. Còn đây là nhiếp ảnh gia Lương Hương Phát.